Song Hye Kyo chính thức công khai người tình kém tuổi khiến nhiều người sốc vì liên quan đến Song Joong Ki. Dạo gần đây, người ta thấy Song Hye Kyo thoải mái trong việc cập nhật hình ảnh riêng tư lên trang cá nhân. Khuya mùng 7 tháng 3, Song Hye Kyo đăng tải bức ảnh đã đi đến xem phim Cellmate. Được biết, nữ diễn viên có mối quan hệ khá thân thiết với anh chàng Byun Woo Suk kém hơn Song Hye Kyo 10 tuổi. Động thái của Song Hye Kyo nhanh chóng được báo chí xứ Hàn và khán giả dành sự quan tâm, đồng thời điều tra danh tính của Byun Woo Suk. Được biết, Byun Woo Suk là tên được yêu mến gần đây khi đóng cặp với Kim Yo Jung trong bộ phim Cô Gái Thế Kỷ. Anh chàng sinh năm 1991 và có khuôn mặt vô cùng điển trai. Showmate tựa Việt Chi Kỷ là một trong những tác phẩm được mong chờ nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Phim là phiên bản chuyển thể từ tác phẩm gốc Thất Nguyệt và An Sinh, từng mang đến giải ảnh hậu kép cho Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần. Phiên bản Hàn Quốc có sự tham gia của dàn diễn viên Kim Dami, Yeon Sony và Byun Woo Suk. Showmate là câu chuyện về Miso, Kim Dami thủ vai và Ha Eun, Yeon Sony thủ vai trong một mối quan hệ chồng chéo chất chứa những hạnh phúc, nỗi buồn, rung động và cả biệt ly. Từ giây phút đầu tiên gặp nhau dưới mái trường tiểu học, giữa hai cô gái đã hình thành một sợi dây liên kết đặc biệt, và khi Ham Jin Woo, Byun Woo Suk thủ vai bước vào giữa cả hai, đó cũng là lúc những vết nứt trong mối quan hệ của Miso và Ha Eun xuất hiện. Ở một diễn biến khác, mới đây, cảnh phim tình cảm giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo trong Hậu Duệ Mặt Trời được chiếu trên truyền hình và gây tranh cãi trong dư luận xứ Hàn. Theo Inside, trong chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập KBS Hàn Quốc, Yumi là ca sĩ được mời trình diễn. Cô thể hiện bài hát You Are My Everything, ca khúc đình đám của bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Phần biểu diễn của Yumi được đánh giá khá tốt, nhưng việc đài truyền hình KBS trình chiếu cảnh hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo trong phim lại khiến khán giả không thoải mái. Sau khi phần diễn này được phát sóng, khán giả đưa ra nhiều bình luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng hành động này của đài KBS kém duyên. Theo khán giả, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã ly hôn. Gần nhất, Song Joong Ki cũng thông báo đã có vợ sắp cưới. Việc đài KBS trình chiếu những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi vào thời điểm hiện tại để làm nền cho một phần biểu diễn là không cần thiết. Nhà đài nên tôn trọng và buông tha cho hai nghệ sĩ, họ đều đã có cuộc sống riêng. Bài hát rất hay nhưng hình ảnh làm tôi không hài lòng, là những bình luận dành cho tiết mục của ca sĩ Yumi. Song cũng có những ý kiến bênh vực đài KBS, họ cho rằng khán giả đã suy diễn bởi hình ảnh phát sóng chỉ liên quan tới bộ phim, không nhằm mục đích công kích hai nghệ sĩ. Hậu Duệ Mặt Trời phát sóng vào năm 2016 và nhận được sự yêu thích trên toàn thế giới. Đến nay, Hậu Duệ Mặt Trời vẫn được coi là một trong những bộ phim có sức lan tỏa mạnh mẽ bậc nhất của truyền hình Hàn Quốc. Thành công từ Hậu Duệ Mặt Trời đã giúp dàn diễn viên chính có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Đặc biệt, bộ phim còn đưa hai diễn viên chính Song Joong Ki và Song Hye Kyo đến với nhau. Sau thời gian cộng tác, họ hẹn hò bí mật và công khai tình cảm vào năm 2017. Hôn lễ của họ được ngợi ca là một trong những đám cưới đình đám nhất làng giải trí xứ Hàn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài gần 2 năm trước khi cặp đôi xác nhận ly hôn vào năm 2019 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Gần 4 năm kể từ khi cặp đôi vàng của làng giải trí xứ Hàn chia tay, những tin đồn quanh mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ chấm dứt. Gần đây, Song Joong Ki công khai mối quan hệ với cựu diễn viên người Anh Kathy Lloyd Shelder, anh cũng thông báo kế hoạch làm đám cưới và sắp chào đón con đầu lòng. Thông tin này khiến truyền thông châu Á lại rộn ràng với những đồn đoán liên quan tới anh và vợ cũ. Song Joong Ki thừa nhận anh không thấy thoải mái trước những tin đồn của truyền thông và việc các blogger tung tin không chính xác về vợ hiện tại. Về phần mình, Song Hye Kyo vẫn duy trì tình trạng độc thân. Nữ diễn viên 42 tuổi muốn tập trung cho sự nghiệp và giữ cuộc sống kín tiếng. Nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng. Người đẹp là một trong những ngôi sao nữ nhận các cát đóng phim truyền hình cao nhất tại Hàn Quốc và đa số quảng cáo ở xứ Kim Chi. Hiện tại, cái tên Song Hye Kyo phủ sóng mạnh mẽ sau thành công của phim The Glory. Phần 2 của phim dự kiến lên sóng vào ngày 10 tháng 3 tới. Diễn xuất của Ngọc Nữ xứ Hàn nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn.